Xin kính chào và mời quý vị cập nhật tin tức an ninh trật tự an toàn xã hội cùng an ninh cận cảnh. Bản tin lên sóng lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Phương Thanh sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa này. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạnh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Diễm Thúy, 37 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Thúy là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm bia tại các cửa hàng, đại lý tại địa bàn huyện Thạnh Hóa. Toàn bộ hành vi Thúy trộm bia diễn ra nhanh chóng và bị camera tại cửa hàng ghi lại. Sau đó, chủ cửa hàng bị mất trộm bia đã đăng lên mạng xã hội để khuyến cáo người dân cảnh giác và trình báo công an huyện về sự việc tại cơ quan công an thúy khai bình thường vào các tiệm tạp hóa cửa hàng thì thấy chủ và nhân viên hay sơ hở không trông coi kỹ hàng lợi dụng điều này thúy hay lái xe chạy dọc theo các tuyến đường trên địa bàn để quan sát khi thấy chủ cửa hàng nhân viên sơ hở hoặc đi ra ngoài vào trong nhà thì giả vờ như khách hàng nhanh chóng vào trong và lấy trộm bia sau đó bán đại lấy tiền tiêu xài Tại Đồng Tháp ngày 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sa Đéc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lên 35 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lên là nghi phạm giả danh công an gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản ở các biệt thự trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Bước đầu, Lên khai nhận để tránh bị công an phát hiện, Lên đặt mua bộ đầu giả trang phục công an và cộng số 8 ban ngày lên mặt trang phục giả danh công an để người dân không chú ý, rồi trảo quanh các khu dân cư, biệt thự vắng người để khảo sát, nghiên cứu hiện trường và chờ đến tối đột nhập trộm tài sản. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, lên ít khi ở nhà mà thuê nhà trọ ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp hoặc thành phố Vĩnh Long, tối thuê xe ôm đến địa điểm gây án. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2023 đến khi bị bắt, Lên đã gây ra 11 vụ trộm trên địa bàn thành phố Sa Đéc với tổng giá trị tài sản trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, Lên còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm khác ở các huyện Đai Dung, Lấp Vò. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thành, 45 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, để điều tra về hành vi giết người. Theo hồ sơ vụ án, Khoảng tháng 2, 2024, chị N, 48 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cải Bắc, hành nghề bán vết số dạo, quen biết với Kim Thành. Sau đó, Thanh theo về nhà chị N, sinh sống chung. Trạng sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, Thanh và chị N sẽ ra mâu thuẫn. Thanh dùng dao chém nhiều nhát vào dùng đầu và người chị N, khiến nạn nhân tử vong. Theo người nhà nạn nhân, gần đây, trong thời gian sống chung, giữa chị N và Thanh có xảy ra mâu thuẫn tình ái thưa ừ, quý vị, đến chiều qua ngày 5 tháng 5, hàng trăm người dân cùng toàn bộ cán bộ công chức viên chức xã Xuân Thiện cùng lực lượng công an, quân đội, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm bé Thổ Minh Phụng, 8 tuổi, ngụ áp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, bị mất tích đã 3 ngày qua lực lượng tìm kiếm đã thành lập 7 tổ phân chia các khu vực để tìm kiếm trên diện rộng tại khu vực lô cao su các hố sâu sông suối trên địa bàn xã xuân thiện và các xã lân cận tuy nhiên đến tối cùng ngày việc tìm kiếm cháu bé vẫn chưa có kết quả Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 3 tháng 5, bé Phụng rời khỏi nhà đi chơi, nhưng đến chiều không về. Người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Nghi bé bị rơi xuống một số giếng quanh khu vực, người dân địa phương đã báo cho lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng Công an Quyền Thống Nhất đã cử lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đến xã Xuân Thiện để tìm kiếm nhưng không tìm được cháu bé. Cũng tại Đồng Nai liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì băng thành phố Long Khánh, ngày 5 tháng 5, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đã chuyển cháu hát 6 tuổi bị ngộ độc thực phẩm nặng lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Cháu hát được chuyển từ Bệnh viện Đa Khoa khu vực Long Khánh lên Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai chiều ngày 2 tháng 5 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, hôn mê, thở máy, đồng tử hai bên giãn, thể trạng béo phì. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đã hội chẩn với các bác sĩ Nhi Đồng 1 và chỉ định điều trị thở máy, lọc máu chu kỳ, dùng thuốc vận mạch kháng sinh, tiên lượng rất nặng. Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang điều trị cho hai bệnh nhi là cháu H và cháu A, 13 tuổi. Trong đó, cháu H được chẩn đoán viêm ruột tiêu chảy cấp, mất nước, nghi do vi trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Sau 3 ngày điều trị, hiện tình hình của bé A tiến triển khá hơn. Riêng trường hợp bé H đang tiếp tục được nỗ lực cấp cứu, điều trị. Thưa quý vị, 1.224 trường hợp nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đây là con số đáng chú ý theo số liệu tổng hợp của Bộ Y tế trong năm 2023. So với cùng kỳ năm trước đó, số ca nhập viện tăng đáng kể. Đáng chú ý, trong hơn 1.200 bệnh nhân có 27 em dưới 16 tuổi, 44 ca trong nhóm 16 đến 18 tuổi. Kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá tại 11 tỉnh thành cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 13 đến 17 tuổi tăng lên quan điểm của bộ y tế đối với thuốc lá thế hệ mới là cấm tuyệt đối bộ đang nghiên cứu đề xuất chính phủ trình quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo thuốc lá điện tử thuốc lá nung nấu và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về một số chiêu thức lừa đảo mới mà người dân cần cảnh giác như là mạo danh nhân viên công ty sổ số lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng anh quốc tế để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân các đối tượng này đã sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International là tổ chức không có thật, chấp thuận cho những nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International, sau đó chiếm đoạt tiền của người dân. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân thận trọng trước khi thực hiện bất cứ giao dịch tài chính nào, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh sập bẫy lừa đảo chiếm đoạt. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thống kê có 20 trường hợp lừa đảo lập website giả mạo các tổ chức doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ lớn như các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, dân dật. Đây là danh sách 20 website lừa đảo được Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo, chẳng hạn website giả mạo cổng thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, khi truy cập vào, người dùng bị dụ cài ứng dụng có chứa mã độc, ứng dụng này cho phép đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp thông tin tài sản. Từ phản ánh của người dùng và kết quả rào quét giám sát không gian mạng Việt Nam, trong gần một tháng gần đây, Cục An toàn Thông tin đặc biệt lưu ý người dân nâng cao cảnh giác để không truy cập vào 44 website lừa đảo giả mạo. Số website lừa đảo giả mạo được cơ quan này cảnh báo người dùng trực tuyến trong tháng 3 năm nay là hơn 100 trang. Đáng chú ý, trong gần 2 tháng trở lại đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục tạo các trang web giả mạo dịch vụ công quốc gia với nhiều địa chỉ tên miền khác nhau và đều là tên miền quốc tế. Mới đây, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban Quản lý Dưỡng Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàn đã tiếp nhận cá thể mèo rừng và khỉ mốc từ người dân tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình để chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện, phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên. Mèo rừng và khỉ mốc là các loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2B. Việc người dân tự nguyện giao nộp các loài động vật quan dã quý hiếm là tín hiệu đáng mừng bởi nó cho thấy ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ các loài động vật quan dã nguy cấp quý hiếm nói riêng. Thưa quý vị, khoảng 15 giờ 20 phút chiều qua ngày 5 tháng 5, trận mưa đầu mùa kèm dông lốc kéo dài hơn 30 phút đã xuất hiện ở khu vực các huyện Thủ Thừa, Bến Lức và thành phố Tân An, sau chuỗi ngày dài nắng nóng gai gắt. Mưa kèm dông lốc khiến 17 căn nhà trọ ở ấp 3 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa bị tóc máy. Một số tấm tôn bay hàng chục mét làm đổ trụ điện, chắn ngang quốc lộ 1 gây ủng tắc cục bộ. Tại thành phố Tân An, mưa kèm theo dòng lốc làm một bình điện nổ khiến hàng trăm hộ dân thuộc phần 2, phường 4 bị mất điện hơn 4 tiếng đồng hồ. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 5, tại địa bàn Quyền Dĩnh Hưng có mưa lớn, nên một nhóm người đi bắt ếch bị sát đánh trúng, làm anh Phạm Văn Chương, 37 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tử vong. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nửa cuối tháng 5, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt, đối với trung bộ, hạn hán có dự kiến chấm dứt vào tháng 8 năm nay trong thời gian này các tỉnh miền trung tây nguyên và phía nam duy trì tình trạng hạn mặn thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất các chuyên gia khuyến cáo người dân cần có phương án sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt quy hoạch tưới tiêu hợp lý xây dựng đồng ruộng có khả năng tăng cường giữ nước trong đất và tuyển lựa được các giống cây trồng có nhiều khả năng chịu hạn cùng với đó chính quyền và người dân cần xây dựng mới và nâng cấp các công trình tưới tiêu còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh hành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh Cận Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An.